trước mà chúng ta là cổng tam quan, rồi sau đây mình sẽ chạy vào. Đây là tiếng rào của chiều rất là đông đúc. Đây là đường Lạc Long Quân. Cá sát là cá con của cá này không? Cá là cá sát, còn cái này là cá sát.
vô là nó vô. Cá nó mắc tiền các bạn. Ờ dạ. Sát nó ngon hơn. Ủa, bây giờ mình bán bao nhiêu rồi hả? Con cá này giờ kiếm lắm nha. 5 ngàn, 5 ngàn. Cá lóc con phải không? Ừ, đúng rồi đó. Đó.
phía bên trong của đảo Bắc Sơn. Mới lập lại cái tàu này gần đây thôi. Trước đây là một cái chợ mà sẽ còn gọi là slide đấy. Slide hả? Dạ. Tài ngọt. Đây là mặt của lá. Đá. Đủ. Đây là trái cherry của Việt Nam. Đây là trái bơ. Bơ nẻo Bến Tre hả anh? Không. Bến Tre là Bến Tre. Ủa, Bến Tre trồng nhiều trái bơ lắm nè. Bến Tre nó chỉ dừa thôi. Xứ dừa. Không ăn cầu. Đây là mặt cầu gai. Còn đây thì ai đi Đà Lạt sẽ biết cái trái này. Cái dầu Đà Lạt. Dạ. Chuyện đó là cái bến mà buổi sáng các cái tàu nó đậu ở đây để mà buôn bán ở trên ghe vào buổi sáng sớm. Chợ hoạt động tấp nập vào buổi sáng sớm từ 6 giờ đến 9 giờ. Ở đây bán rất là nhiều các loại trái dừa. Đây là cái bến quen thuộc tại vì mình đó thì hay đi cùng mẹ ra đây buôn bán. Chỉ là lên giữ đồ thôi chứ không có biết buôn bán đâu. Đây là con sông sông gọi là đây là cái chỗ mình hay vô uống cà phê nè. Còn đây là mặt trước của chợ Bắc Sơn. Cây đường Ngô Quyền. Do buổi chiều chỉ quan trọng tấp nập vào buổi sáng sớm thôi. Buổi sáng nó sẽ đông hơn. Ở đây rất là đông. Thương mại của chợ Bắc Sơn. Giờ đi khu trung tâm.
cái đó hả chị anh? Xem. Dạ. Dạ. Dạ, em
cho cô bán thịt bò. Ở đây Lâm sẽ đi cái đoạn cho hết luôn, đó là hồi nãy là đi đường Đàm Long Quân mà. Bây giờ sẽ đi cái đường này nữa là hết cái chợ luôn. Buổi tối á. Đường này sẽ cắt đường Nguyễn An Ninh. Cái này gọi là đẹp lão.